Ờ, thư sư một người đời này tu hành đắc đạo thì các đời trước có nhất thiết đã từng là người có tu hành hay không ờ, hình như cái này nó có một cái câu liên quan ờ. Ờ, trong rất nhiều những cái chỗ trong kinh tạng khi mà các vị tỳ kheo hỏi đó là vị này đã tu tập được cái phước báo gì mà đời này có thể chứng đắc được đạo quả thì đức thế tôn có diễn giải ra một vài cái sự tích là ở bao nhiêu kiếp về trước hoặc là ở cái đời đức phật quá khứ uh, hoặc là ở khi mà gặp một vị độc giác quá khứ đã làm cái việc công đức uh, rồi um, nhờ cái phước đó đời nay được chứng đắc đạo quả thì chúng ta nên chúng ta nên xem rằng uh, đó là một cái um, uh, một cái sự trợ duyên một cái sự trợ duyên uh, bởi vì hai lẽ bởi vì hai lẽ thứ nhất uh, thứ nhất là cái người mà họ làm phước đó đó cái người họ làm phước đó đó họ không sanh vào thời kỳ có vị chánh đẳng chánh giác nhớ nha à, chúng sanh có ba hạng giác ngộ một là chánh đẳng giác không cần thầy chỉ dạy và có khả năng hướng dẫn người khác hai là độc, giác không thầy chỉ dạy nhưng mà không có khả năng hướng dẫn người khác chứng đạo được như mình à, ba là thanh văn giác tức là vẫn có khả năng chứng đạo nhưng mà phải nhờ thầy chỉ dạy tức là nếu như một chúng sanh nếu như một chúng sanh sanh vào thời kỳ không có một vị chánh đẳng chánh giác thì người đó buộc phải làm những cái phước thiện để trợ duyên sanh vào thời kỳ có vị chánh đẳng chánh giác để vị đó có thể chứng đắc đạo quả gạch dùm xưa cái đầu dòng để nhớ dùm cái chuyện đó tức là một chúng sanh muốn chứng đắc đạo quả nhưng mà không đi theo con đường chánh đẳng giác không đi theo con đường độc giác thì phải tạo một phước thiện nào đó hoặc nhiều phước thiện nào đó làm trợ duyên để sanh vào thời kỳ có vị chánh đẳng giác để vị đó có thể chứng đắc đạo quả à, từ đó cho nên là nhiều người có thể họ hiểu là à, muốn đời này chứng đạo quả thì đời trước phải tu hmm. Uh, cái trường hợp thứ hai là vị này có cái nguyện lớn ví dụ như muốn làm đại đệ tử uh, thường thủ thinh văn như ngài xá lợi phất một kiền liên thì cái gì cũng vậy muốn mình muốn cái thành tựu lớn thì mình phải có nhiều sự chuẩn bị phải có nhiều sự tu tập thì cỡ như ngài xá lợi phất ngài một kiền liên thì phải chuẩn bị là một a Tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp hoặc là muốn như các vị đại đệ tử thinh văn thì phải có sự tu tập vun bồi công đức là 100.000 đại kiếp nha. À, đó là bắt buộc. Tại vì sao? Bởi vì mình có nguyện lớn, ừ, mình có nguyện lớn. À, thành thử khi mà sư nói à, quý vị mà nhắm mình phước mỏng tội dày cũng lười nhưng mà cũng có lòng muốn giải thoát. Biết sợ sanh tử nhưng mà nhắm cái sự tinh tấn mình chưa có tới thì khi chúng ta tạo bất kỳ cái phước nào đó nguyện nhẹ thôi nguyện nhẹ thôi à, nguyện cho con cái phước này là duyên à, để cho con chính đắc sơ quả tu đạo quần càng sớm càng tốt tại vì khi cái nguyện mình thấp ấy, thì cái điều kiện cần và đủ nó không có nhiều nó không có lớn như là à, những cái vị thượng thủ à, hay là những vị có biệt hạnh À, khi mình nguyện thấp á, thì cái điều kiện nó, nó thấp thôi và như vậy nó sẽ mau thành tựu hơn. Còn cái trường hợp thứ ba là như thế này, chúng sanh sanh vào thời kỳ có Đức Phật và có duyên với một là có duyên với Đức Phật, hai là có duyên với một à, cái vị thánh nào đó mà vị thánh đó có khả năng hướng dẫn. Uh, như là trường hợp ông đau phủ đó quý vị biết rồi ha? đọc kinh pháp cú thì biết rồi ông trường hợp ông đau phủ đó uh, ông uh, nhờ ông cúng dường ngài sa lợi phất có duyên với ngài sa lợi phất đấy uh, rồi ngài sa lợi phất um, thuyết pháp cho ông và ông chứng sơ quả tu đầu quần thì chư tăng mới hỏi chư khi mà cái việc đó đến ta chư tăng chư tăng mới hỏi đức thế tôn một việc như thế này và thế tôn giáo pháp rất là sâu xa màu nhiệm làm sao mà một người cả một đời uh, sắc sanh như vậy đó mà nhờ vào một câu nói một câu nói đơn giản của ngài xá lợi phất mà có thể chứng đắc đạo quả đức thế tôn nói như thế này cái quả cái hiệu quả cái công đức cái hạnh của pháp bảo là không thể nghĩ bàn, cái ân đức của pháp bảo là không thể nghĩ bàn. Một câu nói, một câu nói chỉ cần đúng trọng tâm, một câu nói đúng chánh pháp chỉ cần đúng trọng tâm, đúng thời điểm vẫn có thể đưa người đó chứng đắc đạo quả như thường. nhớ nha nhớ nha. Tức là sao? Tức là chúng ta đừng coi thường cái phước của pháp bảo sự tạm gọi như vậy hoặc là đừng coi thường cái ân đức của pháp bảo pháp bảo ân đức lớn lao nha mà nếu như mình không có hoặc là chưa có sự tu tập nhiều đời nhiều kiếp nhưng mà đời nay mình có cơ duyên mình gặp chánh pháp mình nỗ lực mình tu tập thì vẫn có khả năng chứng đắc đạo quả cái này là lời đức thế tôn nói đừng coi thường đừng coi thường pháp bảo năng lực pháp bảo là không thể nghĩ bàn đâu nha à, thêm một gạch đầu dòng nữa để nhắc quý vị như thế này nếu như bản thân chúng ta chưa từng tạo công đức chưa từng tạo phước thiện thì làm sao đời này chúng ta có cơ duyên tiếp xúc được với chánh pháp tu tập được với chánh pháp không đơn giản quý vị có cơ hội tiếp xúc được với chánh pháp chuyện không đơn giản nha và mình phải tự tin là mình cũng đã từng tạo công đức để mà mình có duyên đối với chánh pháp ờ, thành ra đó cái chuyện mà đời trước mình có tu hay chưa và tu bao nhiêu kiếp chúng ta không có thần thông để chúng ta biết một cách cụ thể nhưng mà nó có hai điều quý vị ghi nhớ dùm xương như thế này thứ nhất nếu như mình chưa từng tạo bất kỳ một công đức nào thì làm sao đời nay mình có thể tiếp xúc được với chánh pháp quý vị biết có rất nhiều người mang danh học phật theo phật mang danh là người phật tử mà họ suốt ngày họ chỉ uống balasibu không à. quý vị có biết những người mà tự xưng là phật tử mà suốt ngày họ chỉ múa may quay cuồng à. Để tệ hơn nữa à, không được hơn tí xíu cũng xưng là Phật tử mà suốt ngày chỉ biết đi làm từ thiện chứ chớ hề có một cái chữ giáo lý vào đầu không cũng sẽ xưng là Phật tử thành ra đó quý vị ngồi ở đây ờ, hãy tự suy nghĩ mình có cơ duyên tiếp xúc được với chánh pháp thì mình cũng phải đã từng tạo cái phước thiện không nhỏ và cũng không đơn giản thành ra đừng có quá tự ti về chính bản thân mình và cái thứ hai là cái đánh dấu hoa thị thứ hai đó là gì đừng bao giờ coi thường cái ân đức của pháp bảo nha. ân đức pháp bảo lớn lao lắm chỉ cần chúng ta có sự nỗ lực nha, thì nó sẽ có đem lại cái lợi ích quả báo không thể nghĩ bàn chỉ sợ là mình quá lười chỉ sợ là mình phụ lòng chánh pháp, mình phụ lòng đức phật, mình phụ lòng tăng chúng, nha, mình phụ lòng chư thiên, mình phụ lòng tất cả nhân loại, thì cái đó mình không có gì để nói đấy. Và làm ơn thêm một cái hoa thị thiệt là bự nữa dùm sư. Nếu như mình nhắm uh, cái tổ lực của mình chưa có tới phước mình thì nó cũng mỏng. À, lâu lâu thì si chút đỉnh thôi tạo công đức thì nó cũng không có nhiều mà tội mình thì nó dày như cái núi à, khả năng tinh tấn thì không có cao sức khỏe thì hạn chế nói chung á là đủ thứ trên trời dưới đất hết nhưng mà cũng có lòng chán sợ sinh tử thì khi quý vị làm bất kỳ phước thiện nào hướng đến tam bảo nha bất kỳ phước thiện nào hướng đến tam bảo làm ơn nguyện dùm sư một câu này thôi là do cái phước con đã tạo Mong Cho nó sẽ là nhân duyên Để con chứng đắc đạo quả Tu đạo quần càng sớm càng tốt Sư không nói đạo quả tu đạo quần Là dễ chứng Nhưng mà nó so Trong tứ quả thì nó là đơn giản nhất Trong tứ quả thì nó Điều kiện để chứng đắc được tu đạo quần Nó là thấp nhất Nha và mình cũng không cầu phải có biệt hạnh không cầu phải có đại thần đại lực đại oai đức đại gì đại này đại kia đại học không cần chỉ cần vô được tu đầu quần là coi như là mình khỏe rồi dòng sanh tử mình khỏe rồi khỏi xa đọa nha nhờ cái phước mong sao cái phước con có bố thí chút đỉnh con có giữ giới chút đỉnh con có hành thiện chút đỉnh thì tất cả các cái phước con tu tập xưa giờ đó mong là nó là nhân là duyên để chứng đắc tu đầu quần càng sớm càng tốt nhắm không tự tin thì cứ nguyện vậy đi rồi sau này mà quý vị có phát đại bồ đề tâm đổi nguyện thì nó cũng không có muộn nha không có muộn ha à, đấy